Xin chào mấy anh chị đến với kênh Ve Chai Miền Tây. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 2022, em lên một số mã đồ xưa như sau nha. Đầu tiên em lên một cái dĩa sơn thủy lái thiêu, hàng này rất là già đồ nha mấy anh chị, đường kính là 27.7, là nó lớn hơn cái dĩa để trưng trái cây luôn á. Đây, hàng lái thiêu vẽ sơn thủy hữu tình. Những cái dĩa lớn này mà hàng lái thiêu rất là ít gặp nha. Thường những cái dĩa lớn này mình thấy hàng thiên hòa rồi ha. Tình trạng nè, nó có bị mẹ bể một miếng nè. Cái dĩa này mình nếu lành là cũng không dưới 1 triệu đâu hết anh chị. Mấy dĩa này lành tầm khoảng 1,5 triệu một cái đó, nhưng mà bị bể cái mảnh chỗ này. Thành ra em bán cho mấy anh chị đời con nha. Trưng cái dĩa nó còn lớn ha, đời con rất là đẹp. Em giao lưu với giá là 400 ngàn cho dĩa sơn thủy mã số 1. Tiếp theo mã số 2, một con công rất là nặng và già đồ, con công viên quà đẹp quá à mấy anh chị. Công này công lớn nha. Đây cái đuôi màu vàng. Đây con công. Con công này để treo tường ha. Mình trồng những dây chầu bà vô ha, hoặc ngoài sân ha. Đây. Con công mã số 2 này em giao lưu với giá là 700 ngàn cho con công mã số 2. Đây là mã số 3. Em lên một cái bình trà con ngựa, hôm qua có lên một cái nhưng mà bị mẻ miệng. Hôm nay cái này làm tích luôn nè mấy anh chị. Con ngựa này rất là đẹp nè. Đây. Bình trà con ngựa bên trên đây có chữ hỷ luôn nè. Hôm qua cái này cũng không dưới 10 người hỏi luôn á. Nhưng mà hôm qua cái bị mẻ một chút, còn cái này là làm tích. Em giao lưu cái bình trà con ngựa mã số 3 này với giá là 500 ngàn cho cái bình trà con ngựa mã số 3, men còn rất là đẹp. Mã số 4. Em lên một cái dĩa lông bắc tàu, hàng chuẩn cổ. Hàng trên 200 năm hết anh chị. Đường kính là 15.3. Tình trạng có vẩy một chút xíu chỗ này nè, vẩy chút xíu chỗ này nha. Em giao lưu cái dĩa lông bắc này với giá là 650 ngàn, 650 ngàn cho cái dĩa lông bắc tàu mã số 4. Mã số 5, em lên một cái dĩa mai cài thọ tàu. Mai cài thọ tàu nha mấy anh chị. Đây. Đường kính là 11.5 cm. Tình trạng của nó nè mấy anh chị. Nè ở trên đây nè, vẫy tí xíu chứ có tóc những đường rất là nhỏ ha. Mấy anh chị thấy không? Em giao lưu cái dĩa mai cài thọ tàu này với giá là 950 ngàn, 950 ngàn cho dĩa mai cài thọ tàu mã số 5. Đường kính là 12.2 cm nha. Nãy em nói lộn mấy anh chị. Đường kính là 12.2 cm. Tiếp theo mã số 6. Đây em lên một cái dĩa oval. Oval là dĩa oval lớn nha. Đường kính tới 32 cm. Lặn thường cái dĩa oval này đường kính là 26 cm. Ghi cái dĩa này đường kính 32. Trên cái cốt của nó màu trắng, cốt màu trắng bông màu đỏ nè. Những dĩa này mà để đãi tiệc rồi để gỏi gà đồ ha, mình để xung quanh gì nè, hai cái bông nó hiện hai bên đẹp xuất sắc luôn nè mấy anh chị. Đó. Em giao lưu cái dĩa oval mã số 6 này với giá là 200 ngàn cho dĩa oval mã số 6. Tiếp theo mã số 7, lên một cái dầm nhật, hình như cái tích của này là tích thiên hạ thái bình đó mấy anh chị. Tóc một đường chỗ này nè, đường kính là 16.4 cm, tóc hai đường vẫy tí xíu chỗ này. Em giao lưu cái dầm nhật này với giá là 400 ngàn cho cái dầm nhật mã số 7. Đây mã số 8, lên một cái ống đũa cổ đồ lái thiêu màu. Hôm trước lên một cái ha, cũng mấy nhiều người hỏi ha, tích vẽ cổ đồ ít gặp hết anh chị, lái thiêu màu nha, ống đũa nha. Tình trạng có tóc gió nè, tóc gió bên đây một chút thôi nha, 98% lành cho ống đũa cổ đồ lái thiêu màu này. Em giao lưu ống đũa cổ đồ lái thiêu màu này dưới giá là 1,1 triệu, 1,1 triệu cho ống đũa cổ đồ lái thiêu màu mã số 8. Mã số 9. Đây, em bán thanh lý cho mấy anh chị trồng cây nha. Cái này là gốm cây mai nè mấy anh chị. Cái hố gốm cây mai, các con phụng nè. Rồng phụng. Nhưng mà tình trạng của nó là này mấy anh chị thấy không? Chỗ này nè, nó bị gớt cái mảnh, gớt cái mảnh ha. Cái này bị gớt cái mảnh dán lại cho mấy anh chị trồng cây được, đề co trồng cây ha. Hàng này sau tuổi
Em giao luôn cái thốn này giá là 600 ngàn cho cái thốn mã số 9, chiều cao là 18.5 cm. Mã số 10 em lên một cái bình hoa lái thiêu mini, chiều cao là 13 cm, chiều cao là 13 cm. Tình trạng là ở dưới đây nó có lát men nha, nhẹ dưới vành, lát men nhẹ dưới vành ha. Em giao luôn cái bình bông này với giá là 300 ngàn cho bình bông lái thiêu mã số 10. Đây là mã số 11, em lên 3 dĩa 1969. Và cho những anh chị nào có năm sinh 1969 ha, mua về sưu tầm ha. Em giao lưu 3 dĩa 1969, đường chính đường kính là 15 cm, với giá là 400 ngàn cho 3 dĩa 1969. Mã số 11. Mã số 12, em lưu một cái bình trà tích tùng cò lái thiêu màu nha mấy anh chị. Đây tích tùng cò lái thiêu màu, chiều cao là 13 cm. Đồ tùng cò này cũng ít gặp ha, lá thiêu màu. Nhưng mà xưa cái lò nó làm nó đổ không có được tròn lắm, là ở đây nó hơi nghiêng xuống đây nè mấy anh chị, nó hơi bị nghiêng xuống đây nè. Chứ nó có thẩm mỹ nữa, cái quay ngoài sau nè, cái màu khác mấy anh chị thấy không. Em giao luôn cái bình trà tùng cò này với giá là 850 ngàn. Cái bình này mà nếu mà làm thì cũng tầm khoảng 2 triệu một cái mấy anh chị. Tích tùng cò rất là hay ha, bình trà chiều cao là 13 cm, mã số là 12. Tiếp theo mã số 13, em lên một cái thống nhất thống bình lái thiêu, nhất thống bình lái thiêu ha, chiều cao là 17 cm, dán nhất thống bình ha, mã số 13, hàng lái thiêu. Em giao lưu cái nhất thống bình này với giá là 550 ngàn, 550 ngàn cho cái nhất thống bình mã số 13. Đây mã số 14 là một cái tô gà rất là đẹp, cái tô con gà rất là đẹp, đường kính 21 cm. Lần nào mấy anh chị, đây con gà màu sắc đẹp ha, tình trạng tóc nhẹ một đường chỗ này, cây chuối đây, gà cây chuối, gà hoa. Em vô luôn cái tô gà mã số 14 này với giá là 450 ngàn, 450 ngàn cho cái tô con gà mã số 14. Mã số 15, lên 3 cái dĩa hỉ lái thiêu màu cho những anh chị sưu tầm dĩa nè. Tình trạng là có bị xước men chỗ này một chút xíu. Hàng lái thiêu màu nha, hàng 70-80 năm, chữ hỉ bên trong vẽ rất là đẹp, viết rất là đẹp luôn. Bị xước cái này ha. À cái dĩa này có bị tóc chỗ này. Em giao lưu 3 dĩa hỉ, 3 dĩa hỉ này, 3 dĩa hỉ với giá là 150 ngàn, đường kính là 18, 3 dĩa hỉ mã số 15, 3 dĩa hỉ mã số 15 với giá là 150 ngàn nha. Đây mã số 16 là nhiều anh chị rất là thích nè, 10 cái chén tàu, 10 cái chén tàu, hàng chuẩn cổ 200-300 năm, hỉ nhưng mà sông hỉ nhưng mà nó vẽ với cái men nó cơ cái loại khác nha mấy anh chị, còn lành đa số là lành khoảng 98%, bán thanh lý cho mấy anh chị nè. Bên trong nó có tóc nhẹ cái đó ha. Còn những cái này nè, cho những anh chị sưu tầm chén tàu mà đa dạng mẫu á, em giao lưu 10 cái chén tàu nè hỉ này với giá là 500 thôi nha. Đây 500 ngàn thôi nha mấy anh chị, chỉ 500 ngàn là có ngay 10 cái chén chuẩn cổ tàu, hàng trên 200-300 năm, thua đồ năm bộ nữa ha. 10 cái chén này là hàng chuẩn cổ mà cái giá của nó là còn nằm thua đồ năm bộ nữa. Mua rẻ bán rẻ cho mấy anh chị chơi ha. 10 chén mã số 16. Mã số 16. Giá là 500. Đây mã số 17. 5 cái chén lái thiêu màu. 5 chén lái thiêu màu nè mấy anh chị. Đây quay từ cái cho mấy anh chị coi, mã số 17. Chắc rồi nó ngã. Đây chén đầu tiên, cốt của nó rất là đẹp. Đây mã số, cái này cái thứ hai, cái bông đẹp hết anh chị ơi, xước nhẹ ha.
Cái thứ ba này cái bông màu tím nè, màu này đó giờ mới gặp luôn, cũng bị xước á, mà những chú quá xước rất là nhẹ. Cái này cái thứ tư, cái cuối cùng này hình như là vẽ cây tùng nè, cái cuối cùng là vẽ cây tùng màu rất là... cái tên chén này to ghê luôn anh chị, cái chén vẽ cây tùng này rất là to. Em giao luôn 5 cái chén lá thiêu màu này với giá là 700 cho 5 cái chén lá thiêu màu, mã số 17. Mã số 17, 5 cái chén lá thiêu màu đó 700 hết mấy anh chị. 5 cái chén hôm nay lá thiêu màu hôm nay đẹp xuất sắc luôn. Có cái chén vẽ cây tùng nữa. Bông xanh. Mã số 18. Lên một cái bình bông sơn thủy mini. Bình này hiếm đồ nè mấy anh chị ơi, chiều cao chỉ có 13 cm thôi mà vẽ xuất sắc, màu sắc xuất sắc nè. Tình trạng ố men nhẹ trên miệng thôi, ố men thôi nha. Tình trạng ố men, cái những cái vết xước bằng hạt gạo phía sau thôi, còn trên miệng bình không có. Em giao luôn cái bình bông sơn thủy này với giá là 800. Những anh chị sưu tầm bộ đồ, bộ những bộ sơn thủy màu này ha, thì cái bình mini này không nên bỏ qua ha, tại vì nó rất là mini, ít gặp lắm. 800 cho mã số 18. Mã số 19, lên 5 cái dĩa lá thiêu màu. Đây, mã số 19. Đây cái dĩa đầu tiên, nó vẽ nè. Vẽ mặn, vẽ đào, vẽ lụ gì cũng không biết luôn. Cái dĩa này hơi lớn hơn. Đây, cái dĩa này là dĩa chữ hỷ. Đây, cái dĩa này lá thiêu màu, màu sắc còn rất là đẹp. Đa dạng mẫu luôn nè mấy anh chị. Năm cái lô cái mã số 19 này đa dạng mẫu này, chắc nhiều anh chị sưu tầm dĩa là thích nè. Em giao lưu 5 cái dĩa mã số 19 này với giá là 450.000. 450.000 cái mã 19 ha. Tiếp theo mã 20. Em lên một cái bình chim phú quý ha, gọi là phú quý bắt đầu đi thấy mấy anh chị. Đây, bình chim phú quý bắt đầu trắng xanh. Chiều cao đó là 29 cm. Tình trạng 99% lành. Tình trạng là 99% lành cho mã số 20. Cái bình chim này em giao lưu với giá là 850.000. 99% lành là em nói là có một đường góc nhẹ nè, nhẹ tí xíu như này thôi, hoàn toàn không thẩm mỹ sửa chữa gì hết nha. Nếu anh chị chơi bình bông phú quý thì mua cái này về đời con rất là đẹp nè. Em giao lưu cái bình này với giá là 850.000. 850.000. Tiếp theo mã 21, thanh lý cái bàn ủi nè mấy anh chị. Bàn ủi này nặng tới 1,6 kg lận. Bàn ủi này nặng 1,6 kg nha. Mã 21, bàn ủi nặng 1,6 kg. Em giao lưu với giá là 500 thôi. 500.000 cho cái bàn ủi nặng 1,6 kg. Mua rẻ bán rẻ cho mấy anh chị chơi nha. Mã số 21. Mã số 22, lên một cái ấm trà Nhật. Ấm này ấm Nhật nha mấy anh chị. Ồ vẽ nè. In nè chứ, đồ Nhật hay đồ in ha. Cái vòi nè, bị mẻ chút xíu, về làm lại ha. Đây. Cái nắp này phải nắp lai không ta? Tạm thời em cho là nắp lai đi nha, để về nhà mấy anh chị nó đậy sao nó hơi bị nhô lên. Nhưng mà khi mua thì là cái nó như vậy nè. Khi mua thì người ta chủ nhà đem y chang gì luôn nè. Nhưng mà em thấy sao nó hơi nhô lên một chút ha. Em giao lưu cái bình trà Nhật mã số 22 này với giá là 600. Mẻ cái vòi chút xíu ha, 600 cho cái bình trà Nhật. Cái bình trà này mà làm chắc cũng khoảng 1,5 triệu á mấy anh chị. Đây mã số 23. Một cái bình trà Nhật nữa mấy anh chị ơi, mà mini. Bình trà này chỉ có 8 cm thôi, cái này mới chính xác là nắp lai nè. Cái này chính xác là nắp lai luôn nè. Cái nắp màu trắng ha. Thấu quang, mà nhà này nhà màu nè. Đẹp quá. Cái vòi bị cũng chút xíu nè, cái mỏ vòi, cái chốt vòi bị nữa, chốt vòi bên đây nè mấy anh chị thấy không. Em giao lưu cái bình trà Nhật nè, bình trà Nhật mini này, loại mini rất là hiếm ha, với giá là 450.000. 450.000 cho mã số 23. Mã số 24, lên một cái bình bông biên quà tích phụ nữ Việt Nam ha. Người phụ nữ đang đưa con ngủ, ru con ngủ nè, tích rất là hay ha. Thì nhờ là những anh chị mà chơi sưu tầm về tích
người phụ nữ Việt Nam thì là mua cái bình này ha. Chiều cao là 42 cm. Tình trạng nó có tóc gì đó em anh chị, tóc mờ, hoàn toàn không sửa chữa ha. Tích Việt Nam rất là hay ha, khá là hay. Quay cái dây chôn, em giao lưu cái bình biên quà này với giá là 1.800.000, 1.800.000 cho mã số 24. Mã số 25, em lên một cái bình trà én liễu 5 lít, một bình trà én liễu 5 lít, không nắp nha. Tình trạng có bị khờn khờn men chỗ này nè mấy anh chị, không sửa chữa gì nha. Vòi zin, vòi zin, quai zin hết luôn, bị khờn khờn chỗ này thôi. Em giao lưu cái bình én liễu này với giá là 500.000 cho cái bình én liễu mã số 25. Tích cũng hay ha, mà không hoàn toàn không thẩm mỹ ha. Hôm nay có một cái bình trà hoa đào màu vàng, vàng sực sỡ luôn, vàng rực rỡ luôn. Đây, một cái bình hoa đào màu vàng đẹp quá, đẹp xuất sắc luôn, mã 26. Mấy anh chị thấy không? Đây, cái màu vàng, vàng tươi luôn. Em giao lưu cái bình trà hoa đào có mọc này dưới đây luôn, có mọc là nghe mấy anh chị, giá là 750.000, 750.000 cho mã số 26. Tiếp theo mã số 27, lên một cặp voi, đôn voi, đôn voi nha. Chiều cao của đôn voi này chắc tầm khoảng 18-19 cm, màu đen ha, màu đen huyền bí là mấy anh chị để dùng để kê những cái chậu mini được ha. Em giao lưu cái cặp voi này với giá là 400.000 cho cặp voi mã số 27. Mã số 28, lên 6 cái dĩa lái thiêu chữ hỷ mà vẽ lạ nè, đường kính là 15.5. Mấy cái dĩa này lên là bán hết trơn. Cái này dính keo nha, dính băng keo nha. Khi mua về và dán băng keo á, thành ra bị dính. Đây, vẽ rất là đẹp ha. Giao lưu 6 cái dĩa hỷ này với giá là 300.000 cho 6 dĩa hỷ mã số 28. Mã số 29, lên một cái dĩa sơn thủy tàu. Đây, một cái dĩa sơn thủy tàu, đường kính là 15.5. Tình trạng là cái chân cái mảnh này nè mấy anh chị, khi mẹ mua về thì nó lành, mà vận chuyển về nó bị gớt cái mảnh chỗ này ra nè, thành ra anh dán lại. Em thanh lý cái dĩa sơn thủy này với giá là 350.000, chuẩn tàu nha, 350.000 cho mã số 29. Cuối cùng cái mã 30, là cái mã này lần đầu tiên mua được con chỉ mà vẽ như thế này luôn, vẽ rất là lạ mấy anh chị thấy không. Mã 30 là một cái hố chim chỉ, vẽ lạ dữ lắm luôn. Quay từ chi tiết cho mấy anh chị coi, đường kính là 19.7 thì cái hố cũng tương đối lớn nha. Con chỉ màu vẽ chi chít gì luôn nè. Đây, tình trạng cái núm nắp này có thẩm mỹ nha mấy anh chị, thấy cái màu nó khác, nó bóng nè ha. Cái núm nắp thẩm mỹ, với ngay chân đây có tóc nè, tóc hai đường nhẹ chỗ này nè. Con chỉ mấy anh chị thấy vẽ là xuất sắc luôn nè. Mấy anh chị đã từng thấy vẽ con chỉ như thế này chưa? Đó giờ mới bán cái gì nhé? Cái thằng cũng có tóc những đường chi chít nhỏ nè, nè dài đường nhỏ nhỏ vậy nè mấy anh chị thấy không. Cái thằng này không không thẩm mỹ nha, thằng này hoàn toàn không thẩm mỹ. Em giao luôn cái thố chim chỉ này với giá là 1.500.000, 1.500.000 cho thố chim chỉ mã số 30. Mấy anh chị ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374619838. Cả hai số điện thoại đều có Zalo nha. Đơn 500.000 em sẽ bao ship, đơn dưới 500.000 phụ phí 30.000 giúp em ha. Khách mới cọc 200.000 em mới cho hàng đi mấy anh chị. Mong mấy anh chị thông cảm giùm em vấn đề cọc ha. Mấy anh chị theo dõi kênh em thì nhớ đăng ký, bấm chuông để xem những video tiếp theo nha. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều.